Và đây là kèo 3.4 đầu giờ tự do. Phía bên cây xăng là Chuối Bình Dương, Tuấn Đen và Đồng Đen. Phía bên đây là Thọ Bến Tre, Trung, Bảo Khỉ và Quang Tử. Tỷ số hiện tại là cho Chuối là 1-0. Phải nói là Chuối quá đẳng cấp. Đầu giờ mà chấp Thọ Bến Tre 3-4. Xăng này là xăng của Tài Nhỏ, hiện tại biệt danh là Tài Cua, mới mở ngày hôm qua, cách đây là 2 ngày. Tỷ số hiện tại là 2-0. Tuấn Đen phát bóng, và theo như hiện tại mà ai đánh với Tuấn Đen thì cũng khó ăn, vì tình trạng Tuấn Đen thủ mập mập như ăn trộm. Thọ Bến Tre quá hay vừa rồi. Và đây tiếp tục là Thọ Bến Tre phá bóng, điểm số là 1-2. Quá hay vừa đặt phát của Thọ Bến Tre. Tỷ số hiện tại là 2-2. Đây nè, đây. Quá hai giờ Chuối thủ bóng vừa rồi rất hay. Bóng ngoài sân của Chuối. Điểm số là 3-2. Đẳng cấp của Thọ đầu giờ cũng không phải đen vừa, nhưng đối với Chuối là chuyện tâm thường, vẫn chấp Thọ là 3-4 như thường. Vẫn còn rất hay cú vừa rồi của Bảo Khỉ, cú bóng rất quả tốt cho Chuối vừa rồi, đường bóng Chuối đội đi rất tốc độ. Mặc dù đã đầu giờ nhưng Chuối lên cái như là quấn tay. Tỷ số về cho bên Chuối là 3-3. Vô. Quá hay vừa rồi cho Chuối. Có vẻ Chuối thuận 2 giờ nên cú bóng rất tốt, rất hay. Lại là pha tự sát của Thọ Bến Tre. Điểm về cho bên Chuối là 4-3. Sau này là mới mở của Tài Nhỏ, nằm ở xã Thạnh Đông, huyện Hóc Môn. Xã Đông Thạnh hả? Xin lỗi bà con, tôi không rành. Xã Đông Thạnh. Tiếp tục lại cú mập mập của Tuấn Đen nhưng không thành công. Điểm về cho bên Thọ Bến Tre là 4-5. Sân hiện tại cũng rất đông người. Tỷ số 4-4 chứ. Xin lỗi. Một pha cứu bóng không thành công của Tuấn Đen. Thọ Bến Tre đội banh quá gắt rồi.
Điểm số là 5-4. Chủ thủ quá tỉnh, quá hay. Một pha không hiểu ý của bên Thọ Bến Tre khiến bóng hỏng. Điểm nghiêm về đề cho đội Chuối là 5 đều. Hai tung đèn vừa rồi của đội chấm tại chỗ để về cho bên Chuối và tung đèn là 6-5. Phải nói là quá hay cho bộ ba này rồi. Bên đây là Chuối và tung đèn gánh cho đồng đen. Đồng đen chỉ đứng một chỗ thôi, cho nên là kèo này cũng như là 2-4 rồi. Lại tiếp tục pha bóng của Chuối thành công. Mặc dù 4 người nhưng Chuối vẫn xử lý bóng thành công rất hay. Tiếp tục điểm cho bên Chuối là 8-5. Bóng ra ngoài sân, điểm nghiêng về cho Chuối. 9-5. Ồ, 8-5. Lại là pha nhiều chuyện quên điểm của tôi rồi. Xin lỗi mọi người. Lại là một pha hội vành không lên của đồng đen. Điểm về cho Thọ Bến Tre là 6-8. Đội hình của Chuối này dường như là 2-4 luôn rồi, chứ không phải là 3-4 nha. Vì đồng đen quá yếu. Nhưng Chuối và Tướng Đen vẫn gánh tem rất hay. Chuối đội bóng đi tốc độ quá trời rồi. Quá hay vừa rồi của Tuấn Đen. Một pha chèn bằng bắp đùi của đồng đen rất đẹp. Có vẻ là anh ta cứu bóng nhưng cố tình chèn hai. Chèn lỗi trắng luôn. Vô ý. Nhân đầu vàng vừa thắng trận, vừa hạ cà ràng và Tuấn Đen tại đây. Kim 12m. Một pha cứu bóng không thành công của Chuối Bình Dương. Điểm nghiêng về cho bên Thọ Bến Tre là 7-9. Điểm 7-9 tiếp tục trận đấu. Sân của Thọ Bến Tre. Điểm nghiêng về cho bên Chuối và Tuấn Đen 10-7. Phải nói Chuối bây giờ quá hay, quá đẳng cấp rồi. Ừ.
đang ăn đang chịu đứng rồi. Bóng vừa là pha tự sát của Chuối. Điểm về cho Thỏ Bến Tre là 80. Bóng hỏng của Quang Tử, điểm về cho bên Chuối là 11-8. Bên em bộ đôi Châm Dinh tay nhỏ bất bại, từng hạ các cầu thủ đâu giờ kỳ 12m kỳ solo rất nhiều. Quả hay cho Chuối vừa rồi. Bóng ngoài, điểm về cho bên Thỏ Bến Tre 9-11. Pha đỡ bóng quá gắt của Chuối. Về cho bên Chuối là 12-9. Hả?